chào mừng tất cả các khán thính giả đã đến với Spider Room News, một chuyên mục hoàn toàn mới trên kênh YouTube Spider Room. Đây sẽ là những video lên sóng đều đặn vào thứ ba hàng tuần để chúng mình cùng các khán thính giả nhìn lại và bàn luận về các sự kiện nổi bật trong một tuần vừa qua cả ở trong và ngoài nước. Từ đây các khán thính giả có thể cập nhật các tin tức mới nhất và trang bị những góc nhìn đúng đắn với các phân tích kỹ lưỡng mà chúng mình đã từng đăng tải trước đó. Đến với số đầu tiên, các khán thính giả hãy cùng Spider Room News điểm lại một số sự kiện quan trọng trong tuần qua. Ở chuyên mục giáo dục, kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 chính thức kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét để năm nay dễ thở. Ở chuyên mục kinh tế, thu hút rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây là việc Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp bình ổn giá vàng. Sự việc này dấy lên nhiều trăn trở từ phía chuyên gia. Ở chuyên mục giải trí, cùng nhìn lại những con số khủng mà MV mới của Sếp đạt được trong 24 giờ đầu phát hành. Ở chuyên mục thể thao, bóng đá châu Âu sẽ phải dè chừng khi Mbappe chính thức gia nhập Real Madrid. Cuối cùng là một số tin vắn quan trọng giành được sự quan tâm của nhiều bạn đọc trên các nền tảng mạng xã hội. Mong rằng các khán thính giả hãy cùng nhau tiếp nhận các thông tin tiếp theo trong video này với tinh thần khai phóng nhất và tranh luận một cách văn minh, lịch sự ở dưới phần bình luận nhé. Hãy cùng khởi động Spider Room News tuần này ngay sau đây. Bước vào số đầu tiên của Spider Room News, hãy cùng điểm lại một số tin tức ngắn trong nước. Hơn 7.000 tia sét rội xuống Hà Nội. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5 tháng 6, hơn 10.200 tia sét xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, trong đó hơn 7.000 tia sét đánh xuống mặt đất. Tuy nhiên, so sánh với các đợt mưa rông sấm sét gần đây ở miền Bắc, ông Nguyễn Đức Phương, trưởng phòng radar thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá số tia sét ở Hà Nội không phải là bất bình thường. Việt Nam có nhiều sấm sét do nằm ở tâm rông châu Á, một trong ba tâm rông ở trên thế giới, có hoạt động rông sét mạnh. Cả nước mỗi năm hứng chịu tới 2 triệu cú sét. Tần suất sét lớn hơn ở vùng núi, trung du phía Bắc và đồng bằng Nam Bộ. Thắng Philippines 3-2, đội tuyển Việt Nam thắp lên cơ hội đi tiếp. Tối ngày 6 tháng 6, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam đã giành được chiến thắng kịch tính trước Philippines. Trong trận ra mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik, nuôi hy vọng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cú đúp của tiền đạo Tiến Linh và bàn thắng phút bù giờ của Tuấn Hải đã ấn định thắng lợi 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng trước Philippines giúp Việt Nam có 6 điểm sau 5 trận đấu, kém 1 điểm so với Indonesia. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với thầy trò Kim Sang-sik. Nếu muốn đi tiếp, Việt Nam sẽ phải lách qua khe cửa hẹp khi đánh bại Iraq vào ngày 12 tháng 6 tới đây và đội tuyển Indonesia thua Philippines. Ông Thích Minh Tuệ đã nhận căn cước công dân. Ngày 10 tháng 6, Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, tên thường gọi là Thích Minh Tuệ, vào chiều ngày 8 tháng 6. Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn cho ông Lê Anh Tú về việc sử dụng và quyền lợi khi có căn cước công dân. Nhận căn cước công dân từ Công an tỉnh Gia Lai, ông Lê Anh Tú xúc động cho biết, căn cước công dân nếu đem lại cho mình thuận lợi trong con đường tu hành là rất tốt đẹp và hạnh phúc. Tiếp theo đây hãy cùng Spider Room News đến với các tin tức quan trọng nhất. Đầu tiên là những thông tin đáng chú ý về kỳ thi vào lớp 10 vừa qua của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung cả 3 môn thi ngữ văn, ngoại ngữ và toán, các thí sinh đều tự tin đạt được điểm số tốt. Sau 2 buổi thi môn ngữ văn và ngoại ngữ, sáng chủ nhật ngày 9 tháng 6 vừa qua, tất cả các sĩ tử 2009 tại Hà Nội bước vào môn thi thứ 3, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024. Thí sinh dự bài thi môn toán trong thời gian 120 phút dưới hình thức tự luận. Sau khi hoàn thành kỳ thi, nhiều thí sinh phấn khởi chia sẻ đề môn toán năm nay vừa sức. Điều này cũng được ghi nhận với 2 môn thi khác là ngữ văn và ngoại ngữ trong đợt thi năm nay. Theo phỏng vấn từ các trang lớn như là Vietnamnet, Tiên Phong hay là Báo Lao Động, mức điểm trung bình năm 2024 ở môn toán sẽ dao động từ 6,5 cho đến 7 điểm. Đề thi tiếng Anh khá dễ thở với học sinh nhưng sẽ khó có mưa điểm 10. Còn với ngữ văn, đề thi khá sát với nội dung được ôn luyện từ trước. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2024, toàn thành phố Hà Nội có trên 117.000 lượt thí sinh đăng ký, tăng 5.000 so với năm 2023. Trong đó có gần 106.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên, hơn 250 lượt thí sinh dự thi song bằng. Dự kiến sẽ có 81.200 học sinh sẽ được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, 29.100 học sinh sẽ học tư thục, còn lại vào trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường nghề. Chậm nhất vào ngày 2 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh. Như vậy, có thể trước ngày 2 tháng 7, thí sinh Hà Nội sẽ biết điểm thi vào lớp 10 công lập. Với thành phố Hồ Chí Minh,
Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 6 tháng 6 và ngày 7 tháng 6, với 98.681 thí sinh tham gia dự thi. Tỷ lệ các thí sinh tham gia dự thi đạt trên 99%. Dự kiến ngày 20 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã công bố bán giá vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 76.980.000 đồng trên một lượng, tương đương với 7.698.000 đồng một chỉ. Vietcombank, Viettinbank, BIDV và Agribank đồng loạt niêm yết giá bán 77.980.000 đồng trên lượng, tương đương với 7.798.000 đồng trên một chỉ. Đến ngày 6 tháng 6, giá vàng SJC đã giảm khoảng 15.500.000 đồng trên một lượng kể từ mức kỷ lục vào hồi tháng 5 là 92.400.000 đồng trên một lượng. Các công ty SJC, tập đoàn Doji, công ty vàng bạc đá quý Vietinbank đồng loạt giảm giá mua vàng miếng SJC 1 triệu đồng trên một lượng xuống còn 74.980.000 đồng trên một lượng, bán ra là 76.980.000 đồng trên một lượng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 5 tháng vừa qua. Những ngày qua, người dân đội nắng đội mưa xếp hàng lấy sổ, nhưng số lượng vàng mua được ít, kèm việc phải chờ rất lâu. Song xu hướng đổ xô đi mua vẫn chưa dừng lại. Nguyên nhân là do các kênh bất động sản, tiền gửi vẫn còn chưa hấp dẫn, đẩy dòng vốn tìm kiếm kênh đầu tư nổi trội hơn là vàng. Song song đó, một phần vì yếu tố tâm lý sợ mất cơ hội của đám đông, khi cho rằng mua vàng bình ổn rẻ, trong khi lịch sử lại cho thấy vàng luôn trong xu hướng tăng giá. Vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối ông Đào Xuân Tuấn cũng đã khuyến nghị người dân cần thận trọng trong mua vàng trong bối cảnh giá thế giới biến động như hiện nay, bởi Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục can thiệp để giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Do vậy, nếu không có nhu cầu thực sự, các chuyên gia cho rằng người dân không nên đổ xô đi mua vàng mà nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin, động thái của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường. Với các khán thính giả của kênh Spider Room, bạn có phải là người lựa chọn vàng là một kênh đầu tư sinh lời? Tại sao bạn lại lựa chọn vàng thay vì các kênh đầu tư khác? Hãy chia sẻ quan điểm của mình cho Spider Room và các khán thính giả khác cùng biết nhé. Tiếp theo hãy cùng bước sang các tin tức giải trí. Vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 6, sản phẩm âm nhạc thứ hai trong năm 2024 của Sơn Tùng mang tên Đừng Làm Trái Tim Anh Đau nhanh chóng gặt hái được thành tích khủng sau khi phát hành MV trên nền tảng YouTube. Chỉ sau chưa đầy 2 tiếng lên sóng, MV mới này đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trending music của YouTube Việt Nam. MV cũng lọt vào top thịnh hành của nhiều quốc gia như là Úc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau cũng đứng đầu các hệ thống nhạc số ở Việt Nam như là iTunes, Spotify. Trên trang chính thức, Sơn Tùng vui mừng thông báo đến người hâm mộ, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đã giữ vị trí dẫn đầu danh sách những MV được xem nhiều nhất trên toàn thế giới trong 24 giờ qua. Đây cũng là MV thứ 10 làm được điều này trong sự nghiệp của Sơn Tùng, sau những ca khúc ấn tượng như là Chạy Ngay Đi, Nơi Này Có Anh, Hãy Trao Cho Anh, vân vân. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng MTP với dòng pop ballad mang âm hưởng sôi nổi so với các sáng tác thuộc dòng EDM dance hồi trước đó. Ca khúc mới này được phối khí đơn giản hơn, giúp nam ca sĩ thoải mái thể hiện chất giọng của mình. Để đạt được những thành công vang dội như hiện tại là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Sơn Tùng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Spider Room chúng mình mới đây có một video nhìn lại hành trình chinh phục V-pop của nam ca sĩ qua 10 bài hát để đời nhất đang được hiển thị ở trong video. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm nhé. Tuần vừa qua, toàn bộ các thông tin về Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid phủ kín các trang thông tin về thể thao. Cầu thủ người Pháp sẽ hưởng lương 16,28 triệu đô mỗi năm, cùng khoản thưởng 162,8 triệu đô, tùy thành tích và mức độ cống hiến trong vòng 5 năm. Hợp đồng của Kylian Mbappe kéo dài 5 năm đến năm 2029. Mức đãi ngộ này thấp hơn rất nhiều so với con số 775 triệu đô mỗi năm mà câu lạc bộ Al Hilal đã từng hứa trả cho Mbappe nếu anh đồng ý đến Arab Saudi thi đấu. Thậm chí mức lương của Mbappe tại Real còn thấp hơn PSG. Trong năm cuối khoác áo đội chủ sân Parc des Princes, tuyển thủ người Pháp được trả 81,4 triệu đô kèm theo 32,56 triệu đô phí lót tay gia hạn hợp đồng. Mbappe tới Real Madrid, một hồi chuông cảnh báo cho không chỉ La Liga mà còn là phần còn lại của thế giới. Hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang sở hữu một trong những tiền đạo hay nhất thế giới và chỉ mới 25 tuổi. Các nhân tố khác trên hàng công của Real cũng là những cầu thủ còn rất trẻ. Trên trang cá nhân Instagram của mình, Kylian Mbappe đăng bài bày tỏ sự vui mừng khi hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Madrid. Ở phía bên dưới, cựu cầu thủ của Real, Cristiano Ronaldo để lại dòng bình luận: "Giờ thì đến lượt tôi dõi theo cậu.
thật mừng khi thấy cậu tỏa sáng tại Bernabeu. Dòng bình luận của Ronaldo vượt mốc 5,7 triệu lượt thích. Đây chính là bình luận thu hút nhiều lượt thích nhất trên lịch sử mạng xã hội Instagram. Chuyển đến Real năm 25 tuổi, Mbappe đã vô địch World Cup 2018, giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử PSG với 256 pha lập công. Trước mắt, Mbappe đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển Pháp. Dự kiến anh sẽ có mặt tại Bernabeu sau khi kết thúc chiến dịch Euro năm 2024. Ngoài ra, Spyroom chúng mình có một video điểm lại những sự kiện đặc biệt nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Kylian Mbappe, một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá nước Pháp và thế giới hiện nay. Các bạn đừng quên đón xem nhé! Những tin tức về thể thao vừa rồi đã khép lại số Spyroom News đầu tiên này. Các bạn nghĩ sao về video tin tức đầu tiên của chúng mình? Hãy để lại đánh giá và góp ý ở dưới phần bình luận cho chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi Spyroom News, nơi tổng hợp các sự kiện nổi bật nhất trong một tuần vừa qua cả ở trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!